Năm nào cũng thế, đến cái mùa gần mùa lạnh đó, thì sẽ có cái hạt rẻ rừng này, cái quả nó đến độ tuổi nó sẽ rụng từ cây rẻ xuống. Và hiện tại năm nay mình đang bán là 40.000 đồng một cái cân hạt rẻ rừng như thế này. Tính chất của cái hạt rẻ rừng thì nó không quá là to, nó thuộc dạng bé và trung bình thôi. Thì cái hạt rẻ rừng ở chúng mình thì điện biên đó, thì nó sẽ phân bố ở vùng mường phăng mà nó sẽ nhiều. Đối với cô chú anh chị nào muốn ăn một cái loại hạt rẻ hay là chúng ta ăn một cái loại tự nhiên đó mà nó không có thuốc không có cây hạt rẻ này hoàn toàn từ rừng nhé cây nó rất là cao rất là to thuộc dòng thân gỗ thành ra cái quả ở trên cao nó không không hoàn toàn không được trồng mà gần như là ở rừng hết à, thì quả nó rất là tự nhiên ăn thì nó hoàn toàn không có thuốc bảo quản hay gì hết thì nó đảm bảo cho cái sức khỏe của chúng ta thì mỗi một cân thì mình đang bán hiện tại là 40.000 đồng một cân về chúng ta có thể rang lên à, hoặc là chúng ta đổ lên chúng ta ăn đổ lên trong đó rang lại chúng ta ăn cũng được thì cái tính chất hạt rẻ rừng thì nó ở uh, tự nhiên thành ra là uh, cũng sẽ có uh, lẫn một vài uh, một cân thì nó sẽ lẫn một ít hạt nó sẽ bị sâu thành ra là cô chú anh chị cũng hiểu trong cái vấn đề đó nhưng mình sẽ cố gắng mình cân thêm một chút để nó bù vào đó thì cô chú anh chị có nhu cầu cái hạt rẻ rừng này có thể liên hệ mình qua số điện thoại 0974